2019 and is unbeaten into Pro 5. And in this match, Jai will appear with another dimension. Will Australian boxers change the results? But this time, who is his opponent? Thưa quý vị, lúc này trận đấu đó chính là võ sĩ đến từ nước Úc, võ sĩ Jalen Tyler, anh cao 1m74, nặng 61kg. Mùa trước, Tyler đã công hiến trận đấu rất đẹp mắt với Nguyễn Văn Hải, một tay đấm phải nói cực kỳ mạnh của boxing sinh Việt Nam. Và vì lý do đó, chúng ta hoàn toàn có thể trông đợi vào trận đấu của anh ngày hôm nay. Jay mới đây đã chuyển hướng vào giải nhà nghề và hiện tại anh vẫn giữ thành tích bất bại, toàn thắng cả hai trận nhà nghề. Vâng, chúng tôi nhấn mạnh hiện tại anh đang toàn thắng ở hai trận nhà nghề. Đó là một áp lực không hề nhỏ với các võ sĩ đối thủ của anh, và cụ thể nhất đó là một đại diện của Việt Nam ngày hôm nay. Và như quý vị đã biết, để một võ sĩ boxing có thể lên được sàn đấu và tranh tài, họ sẽ phải trải qua rất rất nhiều giai đoạn. Cho dù họ có là thiên tài thì thứ nhất, họ vẫn phải đảm bảo được sự an toàn của bản thân mình. Và thứ hai, họ phải được chui rèn trong một môi trường chuyên nghiệp đầy gian nan và thử thách. Khả năng loại bỏ rất là cao, và có lẽ quý vị đã biết, thời gian gần đây chúng ta cũng đã có rất nhiều võ sĩ ở các môn võ nói chung và đặc biệt là boxing nói riêng cũng đã ghi dấu không chỉ tại đấu trường Đông Nam Á, đấu trường châu Á mà còn rất nhiều giải đấu trên thế giới nữa. Và trước khi chúng ta đến với đối thủ của Jalen Tyler ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa là quý vị đừng rời khỏi quảng trường chúng ta sớm, đừng rời khỏi màn hình nhỏ, vì một ít phút nữa thôi chúng ta vào cuối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với trận tranh đai vô địch WBA Đông Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam giữa võ sĩ Việt Nam và võ sĩ Hàn Quốc, rất hấp dẫn. Chúng tôi xin được nhắc lại, đó là trận đấu tranh đai vô địch WBA Asia. Một trận đấu mà không chỉ những khán giả tại Việt Nam quan tâm mà khán giả trên thế giới cũng đặc biệt chú ý tới trận đấu này. Và vì vậy, ngay lúc này quý vị chúng ta có thể chuẩn bị một ít đồ uống, một ít đồ ăn nhẹ nhẹ thôi để chúng ta có thể đồng hành cho tới trận đấu cuối cùng. Bữa tiệc thịnh soạn nhất sẽ được bày ra để chờ đợi toàn thể quý vị đã có mặt trong sự kiện ngày hôm nay. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu thứ 5 này. And now come back to the fifth match. Jalen Tyler's opponent, a Vietnamese boxer, Phạm Đức Đoàn. Phạm Đức Đoàn is 1m74 tall and weighs 61kg. He had impressed achievement with gold medal National Club Championship 2019, bronze medal National Sports Festival 2018, and bronze medal National Championship 2017. Tôi, Phạm Đoàn, đến từ đơn vị Phan Linh, để tìm kiếm đồng chí thắng. And now, please welcome Vietnamese boxer Phạm Đức Đoàn. Anh cao 1m74, nặng 61kg. Thành tích của anh rất ấn tượng với huy chương vàng cúp câu lạc bộ quốc gia 2019, huy chương đồng đại hội thể thao toàn quốc 2018 và huy chương đồng quốc gia 2017. Chúng tôi xin được giới thiệu tới quý vị thành phần tổ trọng tài bao gồm trọng tài chính Phạm Văn Hảo, giám định 1 ông Đỗ Đức Thành, giám định 2 ông Bùi Văn Thiệu và giám định 3 ông Vũ Mạnh Dũng. Vâng, vậy là những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu giữa Phạm Đức Đoàn và Jalen Tyler đã kết thúc. Chúng ta chuẩn bị được chứng kiến một trận đấu giữa hai võ sĩ có cách thi đấu ngược kèo. Đầu tiên là Phạm Đức Đoàn, đối thủ chủ nhà Việt Nam. Anh có kèo đánh là gọi là bất chính thống, tức là chân phải và tay phải ở trên. Đối thủ của anh Jalen Tyler thì có chân trái và tay trái ở trên. Đây sẽ là một trận đấu hứa hẹn có nhiều pha trao đổi, kỹ thuật rất đẹp mắt. Và đây là một trận đấu mặc dù có hai kiểu đánh khác nhau, tuy nhiên đây là một trận đấu rất đáng xem bởi hai
tay đấm này có một chiều cao rất đồng đều. Đây là một chỉ số rất quan trọng trong boxing. Và trong 4 trận đấu đã qua thì đã có 2 tay đấm người Australia thượng đài. Và trong đó thì tỷ số hiện tại giữa Việt Nam và Australia đang là 1-1, thưa anh Hoài Nam. Chúng tôi nghĩ rằng là ở trận đấu này thì có thể là Phạm Đức Đoàn sẽ nâng được tỷ số lên cho Việt Nam thành 2-1. Tuy nhiên chúng ta sẽ cần phải theo dõi thêm những hiệp đấu tiếp theo. Ở những trận đấu ngược kèo như thế này thì các đối thủ cần phải khai thác được góc đánh tốt hơn nhiều so với những trận đấu chính thống. Jordan, xin bạn Jordan Taylor là một tay găng phải nói thi đấu rất chững chạc và vô cùng cẩn thận. Anh sử dụng rất nhiều những tình huống chọc trái của mình và anh luôn biết cách giữ khoảng cách với đối thủ để tạo ra ưu thế dành cho mình. Vâng, có thể thấy là cách đánh của Jaylen Taylor tỏ ra khá là an toàn. Tuy nhiên thì Phạm Đức Đoàn đang có những pha xoay người, cắt góc và di chuyển rất tốt. Chúng ta có thể quan sát thấy một sự linh hoạt vượt trội hơn hẳn so với đối thủ đến từ Phạm Đức Đoàn. Anh liên tục di chuyển sang bước chân nhanh như một con sóc và sử dụng chiếc tay phải của mình để đo khoảng cách, và sau đấy thì sẽ là những tổ hợp đòn khai thác hiệu quả. Vâng, nói về bước chân thì bước chân cũng là một trong điểm mạnh mà tay găng người Việt Nam có được. Anh có một bước chân thi đấu và nó rất linh hoạt. Vừa rồi là một tình huống như phải và chọc trái của Phạm Đức Đoàn. Những pha moi sườn rất tốt đến từ Phạm Đức Đoàn. Liên tục là những cú đánh vào phần bụng và sườn cực kỳ tốt, khiến cho đối thủ Jaylen Taylor có thể sẽ có sự suy giảm thể lực vào những hiệp đấu sau. Jaylen Taylor đang tìm cách trả đòn, tuy nhiên những đòn đánh của anh thì lại vướng vào đôi tay thủ của Phạm Đức Đoàn nên chưa thực sự hiệu quả. Vâng, và Phạm Đức Đoàn đã có một pha thẳng trái rất tốt. Chúng ta có thể thấy rằng là tay găng người Úc thường rất sơ hở sau những tình huống ra đòn của mình. Vâng, vừa rồi chúng ta có thể thấy là Phạm Đức Đoàn đã có một pha đè người và sau đấy cắt góc di chuyển rất tốt về phía bên trái của đối phương. Vừa rồi là một cú vòng trái tương đối chất lượng của tay găng người Australia. Giữ khoảng cách rất tốt đến từ Phạm Đức Đoàn, thưa các bạn, và chỉ còn 10 giây cho hiệp đấu này. Kiểng đấu đã vang lên và chúng ta bắt đầu đi vào thời gian nghỉ. Hai võ sĩ ngay lập tức quay trở lại góc đài của mình để nghỉ ngơi và đón nhận những chỉ đạo chiến thuật của huấn luyện viên. Ở round đấu đầu tiên thì chúng ta đã thấy được những gì mà mạnh mẽ nhất, những điểm tốt nhất của hai tay găng được thể hiện. Về phía hai là tay găng người Australia thì anh đã thể hiện những tình huống chọc trái tương đối hiệu quả. Còn bên phía tay găng người Việt Nam thì anh đang có một bước di chuyển và những tình huống thi đấu đúng thương hiệu của mình ở những tình huống vòng phải như vừa rồi. Vâng, ngay trên màn hình chúng ta vừa thấy một tình huống ví dụ cho lối đánh của Phạm Đức Đoàn khi anh dùng tay phải để khóa góc di chuyển của đối phương và sau đấy là cú thẳng trái, thậm chí là móc trái rất tốt vào vùng bụng hoặc là mặt. Vâng, một pha trả đòn rất tốt đến từ Phạm Đức Đoàn, tuy nhiên Jaylen Taylor không hề tỏ ra yếu kém, ngay lập tức anh cũng trả đòn đối phương. Tại Việt Nam thì Phạm Đức Đoàn đang nhận được những chỉ đạo rất sát sao đến từ ban huấn luyện của mình. Và ra đấu thứ hai được bắt đầu và ngay lập tức hai tay găng đã chủ động những tình huống đánh của mình. Jaylen Taylor liên tục chọc trái để tìm ra thời điểm và khoảng cách hợp lý ra đòn. Tuy nhiên Phạm Đức Đoàn cũng không để cho anh tạo ra được một cơ hội nào hiệu quả. Anh liên tục di chuyển và biến đổi thời điểm cũng như khoảng cách giữa đôi bên. Và đó là hai tay đấm đều sử dụng rất nhiều những cú đánh từ tay trái của mình. Cắt góc và di chuyển xoay đài rất tốt đến từ Phạm Đức Đoàn. Tuy nhiên Jaylen Taylor không hề tỏ ra kém cạnh, đang liên tục truy đuổi rất sát. Một cú vào phải tương đối chính xác của Phạm Đức Đoàn. Chúng ta có thể thấy được rằng tay găng đến từ Australia anh thi đấu rất điềm tĩnh, thưa anh Hoài Nam. Jaylen Taylor đã bắt đầu có những đòn đánh chính xác hơn rồi, thưa các bạn. Vâng, vừa rồi là một cú thẳng phải cực kỳ tốt đến từ Jaylen Taylor. Nhưng rất may mắn là tay găng người Việt Nam chúng ta vẫn đang đứng vững. Vì vậy thì cú đấm với một lực rất mạnh của đối thủ vừa rồi đã khiến, chắc chắn là sẽ khiến Phạm Đức Đoàn ảnh hưởng rất nhiều.
đối thủ người Úc tỏ ra đang có một sự lì lợm cả về tinh thần và thể lực, cũng như sự chống chịu trước đòn tấn công của đối thủ Việt Nam rất tốt. Anh liên tục dồn ép. Vừa rồi là một cú móc sườn của Dan Taylor. Nếu Jalen Taylor tiếp tục duy trì áp lực như thế này thì chúng ta có thể thấy là cái khoảng thời gian mà Phạm Đức Đoàn có thể sử dụng để tạo ra cơ hội cho đòn đánh của mình sẽ không thực sự thoải mái. Và điều này có thể sẽ dẫn đến những sơ hở lớn hơn trong hàng rào phòng thủ của anh. Chính xác, tôi đang cảm thấy là Phạm Đức Đoàn thi đấu tương đối bị động ở ra đấu này. Trong khi đó thì Taylor đang sử dụng rất nhiều những tình huống vòng phải vòng trái của mình và tương đối hiệu quả. Có lẽ sau hiệp 1 bắt nhịp hơi nhanh thì Phạm Đức Đoàn cảm thấy những đòn đánh của mình chưa thực sự hiệu quả đối với sức lì lợm của Jalen Taylor. Điều này có một phần ảnh hưởng đến cả tâm lý thi đấu lẫn thể lực của anh. Những tình huống đánh vòng của Phạm Đức Đoàn không thể qua được tay găng phòng ngự của Taylor. Vâng, một cú moi sườn rất mạnh. Jalen Taylor liên tục tìm cách truy đuổi Phạm Đức Đoàn để bào mòn thể lực của anh, liên tục duy trì áp lực. Như vậy thì tay găng người Việt Nam cũng đang cố gắng bung những đòn đánh để áp lực cực lại đối thủ của mình. Chúng ta có thể thấy là Jalen Taylor thể hiện được bản lĩnh của mình rất tốt, một sự bình tĩnh thi đấu và liên tục tạo sức ép lên đối phương. Và bây giờ chỉ còn khoảng 5 giây cho hiệp đấu này. Có vẻ như ở loạt đấu và ra đầu thứ ba cũng đã bắt đầu. Và vừa rồi là một tình huống vòng phải rất tốt của Phạm Đức Đoàn. Vẫn là những cú dọc trái sở trường của Len Taylor. Vâng, các bạn có trông thấy không, nhưng có vẻ như Jalen Taylor đang tăng tốc độ cho trận đấu. Anh di chuyển linh hoạt hơn và liên tục tìm cách áp sát đối thủ Việt Nam. Phạm Đức Đoàn đang tìm cách trả đòn, tuy nhiên thì những pha dồn ép của anh ngược ra không hề hiệu quả lắm khi mà Jalen Taylor vẫn liên tục tiến vào. Và những đòn đánh của Phạm Đức Đoàn thì không hề có điểm rơi chính xác. Nhưng ngược lại thì những tình huống thẳng trái thẳng phải của Taylor lại rất chất lượng. Vừa rồi là một tình huống thẳng phải vào vòng trái rất tốt của Jalen Taylor. Đối thủ người Úc tỏ ra rất tự tin thưa các bạn. Có vẻ như anh ta cho rằng là anh ta đã bắt nhịp được chiến thuật của đối thủ. Điều này rất dễ thấy khi mà một tay đấm chiếm được ưu thế trước đối thủ. Có thể thấy là đến thời điểm hiện tại thì Jalen Taylor đang có một sự tự tin vượt trội so với hiệp đấu đầu tiên. Vâng, một pha chọc trái rất tốt đến từ Phạm Đức Đoàn. Tuy nhiên Jalen Taylor vẫn đang liên tục sát vô. Một tình huống chọc trái chính xác hiếm hoi của tay người Việt Nam. Vừa rồi là một tiếng chọc trái đáp trả của Taylor. Đòn vòng trái rất nặng đến từ đối thủ người Úc. Anh đang dồn võ sĩ người chủ nhà Việt Nam ra đến góc đài. Đối thủ người Úc đang liên tục dồn ép võ sĩ chủ nhà thưa các bạn. Anh đang đánh rất tốt, rất tự tin và có một chiến thuật hợp lý. Một tình huống vòng trái cực kỳ chất lượng của Taylor.
Chúng tôi cảm thấy là có một sự bị động đang gia tăng đến từ phía của chủ nhà Việt Nam khi anh không có một chiến thuật và đòn đánh nào thực sự hiệu quả trong suốt cả quãng thời gian vừa rồi của hiệp 3. Đôi khi ở trong đoạn đấu thứ 3 này thì có cảm giác như Phạm Văn Đoàn chỉ còn mình để trông đỡ rồi, và vừa rồi tiếp tục là một cú vòng phải chính xác của Taylor. Có thể cảm nhận thấy rõ ràng rằng là tỷ lệ đòn đánh hiệu quả của Jalen Taylor đang tăng lên rất nhiều. Đúng như những gì mà tôi đã nói ở trước trận đấu này, Taylor là một tay găng thi đấu rất cẩn thận, và dường như sự cẩn thận đó đến từ từng cú đánh của anh. Vâng, và nhìn vào vẻ mặt cũng như sức nhanh nhạy về di chuyển của võ sĩ Việt Nam thì chúng ta có thể thấy là anh đã ít nhiều chịu phải một sự suy giảm về thể lực, và chỉ còn vài giây nữa cho hiệp đấu này, hy vọng là anh sẽ có thể lấy lại một chút sức bền và tiếp tục hiệp đấu tiếp theo thú vị hơn. Và round đấu thứ 3 đã kết thúc, một round đấu rất vất vả và khó khăn của Phạm Đức Đoàn. Anh đang tỏ ra thực sự thấm mệt. Mong rằng với một phút nghỉ ngơi quý giá này thì Đức Đoàn sẽ lấy lại được sức mạnh, lấy lại được sự bình tĩnh và lấy lại được thế trận ở round đấu thứ 4. Có lẽ như là võ sĩ người Úc đã có một chiến thuật rất rõ ràng ngay từ đầu trận đấu. Anh chủ động để cho Phạm Đức Đoàn phải ra nhiều đòn hơn, từ đó sẽ liên tục tiêu hao thể lực và sức bền bỉ của đôi tay. Và khi sức bền của Phạm Đức Đoàn tụt xuống thì sẽ là thời điểm và cơ hội của võ sĩ người Úc. Sự chính xác đang đến từ những cú đấm như vừa rồi của Thái là một cú vòng phải chính xác mét của tay đấm của Australia. Vâng, mọi người có thể thấy ngay từ khoảng cách rất gần như vừa rồi, những đòn đánh của Phạm Đức Đoàn đều tìm vào không khí. Trong khi đó thì những đòn đánh của Taylor lại có thể tìm được điểm rơi rất tốt. Và chúng ta cùng bước vào round đấu cuối cùng của trận đấu này, trận đấu giữa Phạm Đức Đoàn của Việt Nam và Jalen Taylor của Australia. Những tiếng cổ vũ và trao đổi chiến thuật rất mạnh, rất vang đến từ các khán đài và góc chỉ đạo của huấn luyện viên. Một tình huống chọc phải tuyệt vời của Taylor. Đòn đánh mạnh đến nỗi khiến cho đầu của Phạm Đức Đoàn bật tung trở lại. Một tình huống vòng phải để đáp trả của tay găng người Việt Nam. Và một cú móc phải nói rất đẹp mắt. Đầu của Jalen Taylor đã bật tung lên, tuy nhiên anh ngay lập tức quay trở lại trận đấu và có một cú vòng trái đáp trả ngay lập tức. Vâng, những cú móc cầm như vừa rồi là những tình huống phải nói rất hiếm hoi và rất khó cho boxing, đúng không hả anh Hoài Nam? Những tình huống như vậy đòi hỏi một cách canh cả về thời điểm lẫn góc đánh và khoảng cách phải nói rất tốt. Tuy nhiên là khi mà thấy là Đức Đoàn đã bị Jalen Taylor móc những đòn như vậy thì chúng ta có thể thấy là trận đấu đang có một sự xoay chiều nhất định về phía võ sĩ người Úc. Những tình huống cố gắng áp sát của tay đấm người Australia, Taylor. Những đòn đánh của Phạm Đức Đoàn dường như không hề có sự chính xác và nhạy bén như ban đầu nữa. Anh đã có những sự sụt giảm về thể lực rồi, thưa các bạn. Liệu anh có thể chống trả và chịu được đối thủ cho đến hết hiệp đấu hay không? Vâng, một câu hỏi rất khó trả lời của anh Hoài Nam. Nhưng mà tôi hy vọng rằng sẽ là một trận đấu phải chờ đến tiếng chuông round kết thúc vang lên. Vừa rồi chúng ta có thể quan sát thấy Phạm Đức Đoàn đã có một pha trả đòn rất chuẩn xác. Tuy nhiên Jalen Taylor vẫn đang liên tục tiến vào. Hai tình huống chọc phải liên tiếp của Đức Đoàn. Tiếng hô Việt Nam đang vang vọng từ khắp các đội cổ vũ. Tuy nhiên Phạm Đức Đoàn sẽ cần phải làm tốt hơn để có thể mang lại chiến thắng cho nước chủ nhà trong trận đấu này. Một phút cuối cùng. Vâng, vẻ mặt rất tập trung của Jalen Taylor, võ sĩ người Úc, dường như đang là một con thú săn. Anh kiên quyết sẽ mang về chiến thắng cho quốc gia của mình đây. Với những gì chúng ta đang chứng kiến thì rõ ràng là Taylor đang chiếm ưu thế rất nhiều trong trận đấu này. Một tổ hợp đòn đến từ Phạm Đức Đoàn, tuy nhiên 4, 5, 6 đòn gần như tất cả đều chỉ bay vào không khí. Jalen Taylor vẫn tiếp tục duy trì áp lực. Một cú móc sườn nhưng không chính xác của Phạm Đức Đoàn. Chỉ còn gần 30 giây cho hiệp đấu cuối cùng thôi, thưa các bạn. Liên tiếp là những cú chọc phải của Taylor. Thì lúc này thì có vẻ như cả hai tay đấm cũng đã thấm mệt rồi, thưa anh Hoài Nam. Với 4 hiệp đấu căng thẳng như vậy thì điều đó không hề khó hiểu.
cả hai võ sĩ đã trao đổi quá nhiều đòn và rất nhiều pha quyết liệt. Và hiện tại thì Phạm Đức Đoàn đang cố gắng tung ra những đòn đánh cuối cùng của trận đấu. Còn 5 giây. Vâng, một pha móc rất tốt đến từ Jalen Taylor. Vậy là kẻng đấu đã vang lên và chúng ta đã có một pha vỗ vai rất thân thiện cho cả hai võ sĩ. Vâng, một đánh giá nhanh của anh Hoài Nam về sự chiến thắng trong trận này. Rất đẹp mắt, cả hai bên đã rất cống hiến. Thưa quý vị, một trận đấu nữa cũng đã trôi qua và chắc chắn đây là khoảnh khắc mà bất cứ ai cũng cảm thấy hồi hộp. Boxer nào sẽ giành được chiến thắng? Đứng ở góc đài màu xanh hay góc đài màu đỏ? Dù ai chiến thắng trong trận đấu này thì chúng tôi tin rằng cả hai võ sĩ đều đã ghi được dấu ấn đẹp với khán giả, với công chúng, với những fan của boxing, bởi vì họ đã thi đấu hết sức mình. Và đặc biệt đối với những môn thể thao đối kháng trực tiếp như boxing thì họ luôn luôn cố gắng tập trung thi đấu, bởi vì một sai lầm có thể sẽ phải trả giá bằng một thất bại. Yes, and now we are waiting for the result from our referee. Blue corner or red corner? Which boxer will be the winner of this match today? Victory 8, Legends of Hoàng Kim. Và thưa quý vị, chúng tôi đã có kết quả bảng tổng hợp điểm của ban giám định cho kết quả cuối cùng với phần thắng bằng tính điểm sau các hiệp đấu đã thuộc về võ sĩ Jalen Taylor, tay đấm tới từ Australia. Ladies and gentlemen, the winner in this fight is from Australia, the boxer in the blue corner, Jalen Taylor. Congratulations. And we would like to invite Mr. Hoàng Long from Red Bull Common State to deliver the award for our winner today. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hoàng Long, đại diện những hàng tài trợ Red Bull, sẽ tiến lên võ đài để có thể trao cúp cho boxer giành chiến thắng trong trận đấu này, Jalen Taylor. Xin chúc mừng chàng trai trẻ tài năng đầy nhiệt huyết